Chào mọi người nha, chào mọi người là cái kênh của em. Thì cái video này em giới thiệu hai con máy dùng gia đình, nó cũng khá là mạnh á, nó tầm 40-41 cc, là một cây đầu tiên là cây 010 010, nó tin chính hãng ha, 010. Vỏ này là vỏ nhựa nha, cái này là do tại vì nó màu trắng mà dùng lâu nó bị ố, muốn thì mình cạo ra thôi, cạo cái lớp ố này ra. Mặt tiền nó đây mọi người, quá đẹp luôn, đẹp lung linh luôn. Làm zin thôi, làm mấy tin zin nó tầm 40-45 cm, 45 cm, xích thì quá đẹp, rất quá đẹp, không bể vỡ. Rất đẹp mọi người. Này thì máy nó nổ rồi, máy nó nổ về dùng nha mọi người. Rồi cái cây thứ hai nha, cây thứ hai là một cây 012 mọi người. Cây này là cây 012, nó bẩn nha, nó bẩn thông số của nó đây. À, 41 cc, nặng 4,2 kg nha. Mặt tiền nó đây, mặt tiền nó khá là đẹp, làm con này đẹp, nó còn chữ vậy thôi chứ làm tất cả đều là làm zin ha, của tin hết nha. À, bên hông nè, bên ốc, ốc lớn nha, rất đẹp. Nói chung là máy, hai con máy này dùng ngon. Nói chung nổ cho mọi người nghe thử ha. Công tắc nó đây, bật xuống là mở nha, bật lên là nó có cái hiệu chữ stop á. À, trước khi dùng thì mọi người đóng e lên, đẩy lên, giật vài cái để cho nó có xăng lên lên bên trên con. Xong rồi mọi người đẩy xuống, mọi người giật công tắc ha, mọi người giật nổ thôi. Máy thì tuyệt vời nha mọi người. Máy thì rất đẹp, máy đẹp mà nó mạnh lắm, dùng mạnh lắm, giá nó vừa phải nữa nha mọi người. Dùng gia đình rất là thích á, cắt cây to to tí. Máy thì nó nhảy nổ chứ không có gì hết, quan trọng là người biết cách dùng máy cưa thì nó nhảy nổ, hoặc là mấy cái cỏ ấy, thì nó nhảy nổ, còn người không biết dùng thì chịu thôi. Ok rồi, bỏ qua con này rồi, tới lượt cái con này ha. Con này thì đóng e ngang nha, này đóng e ngang, đẩy qua lại. Ok, nhớt ra ha. Ok, nói chung nó là khá là nhảy nổ nha, hai con khá là nhảy nổ. Ok, con máy đẹp, giá hiệu nghị nha mọi người.
Hai con này thì mỗi con là 1,5 triệu một con nha. Con này 1,5 triệu, con này giá là cũng là 1,5 triệu nha ha. Mọi người. Không có bao ship gì đâu nha. Hình thức giao dịch thì không ship code. Đọc phần mô tả giùm cho em ha. Phải chuyển khoản hết tiền hàng hoặc là chọn hai hình thức khác ở phần mô tả nha. Và chào mọi người nha.